Ground control, base at the port landing. Chúng ta vừa cảnh xuống sân bay Changi Singapore, bây giờ là 7 giờ tối giờ địa phương, nhiệt độ bên ngoài 30 độ C. Quý khách vui lòng yên tại chỗ cho đến khi đèn hiệu cái dây an toàn được tắt.
khi mà các hành lý khuyến lưu ý tránh làm rơi bỏ quên hành lý bên trong. Thay mặt cho hàng không quốc gia Việt Nam thành viên Liên minh Hàng không Sky Team, chúng tôi xin cảm ơn quý khách và mong xin đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Ladies and gentlemen, we have now arrived at Changi Airport, Singapore. The time is now 7 p.m. The outside temperature 30 degrees. Please remain seated until the fasten seatbelt sign has been turned on. When opening the overhead lockers, please take care that your contents do not fall out. On behalf of Vietnam Airlines members, I think we will say goodbye to you and we look forward to meeting you again soon. Thank you.